Hello, xin chào cả nhà. Một ngày mới, chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Nè. Hai. Nay mình đi ra sông Hàm Luông đó cả nhà. Thấy dừa ngoài sông Hàm Luông. Ai không ấy? Dừa hôm nay nó nhỏ quá cả nhà, nhỏ xíu. Luôn. Dừa có một trái hai trái rồi cả nhà. Trụ sạn mà nó hỏng chân nước luôn cả nhà. Đúng ở bên đây á, chứ bên ra mới cày về bản không hết. Gì á, cháu tôi gấm đó bạn. Ông chủ vườn á cả nhà. Nay mình đi nước chưa lớn. Cái vườn này mình đi nước chưa lớn. Chào cả nhà, nay em quốc vừa tới cái vườn hổm có quay rồi cả nhà, nay mình tới lúa mình bẻ lợi, xin cả nhà có lướt qua và thấy kênh của quốc vừa và nhớ đăng ký và ủng hộ cho quốc vừa một like và nhớ đăng ký kênh nha cả nhà. Vừa trái rồi. Cả nhà thấy nay thằng Nhật nó đi nó bận cái áo đỏ cho lên màu nó đẹp á cả nhà. Xanh xanh rồi đỏ đỏ nữa cả nhà. Thấy không? Nó bận cái áo đỏ cho đẹp rồi. Bận áo đỏ. Nó đỏ là dụng tái nha. Đó, nó đỏ này rồi đó. Rồi. Dứt là vừa, dứt là vừa. Vừa nay gì tới giờ thòn không à. Ở đây á, gần sông Hàm Luông á, nước nó mặn quá trời luôn. Giờ tới vừa nó tới giờ thòn, giờ thòn không cả nhà. Như trái cacao. Nhật nó bận áo đỏ lên hình đẹp hết cả nhà. Trong một màu xanh cái tự nhiên có cái cục màu đỏ lên đẹp. Tôi bận màu đen. Đen xanh. Nhật thì đó. Vừa đợt này thôi tiêu rồi. Cao tái hả? Nhật giờ nó đi lụm mo cao cho bà ngoại nó rồi cả nhà. Về bá chổi. Nè cả nhà, nó như trái cacao nó về thòn vậy. Nó không đủ nước nó hút á. Ờ về thòn nha ông. Hết rồi, còn bên đây một cái rồi thôi. Xích trong gom ra ngoài, xích ngoài cũng cho phúc cũng dễ gom cả nhà. Sông nước mênh mông cả nhà. Nước mặn quá cái chuối nó rút vô dàn khè chết queo hết trơn cả nhà. Nguyên bờ chuối chết hết, giờ còn mấy cây này cũng chưa đốn kịp. Cây dừa này thì bị đuông ăn. Đuông ăn nhiều lắm cả nhà. Trồng tới bây lớn gì mà bị đuông ăn đó. Tội cho nhà vườn lắm cả nhà.
mỏ ngoài này nhờ. Vô yếu mềm dữ. Bỏ thì tôi nhìn lên cái cây dừa nó bắt cái thang rồi nó ôm. Nó qua anh đây tự nhiên. Ôi. Ngon quá. Hút nữa. Cái dừa chậm mà chắc. À, thấy hai ba tái. Hai ba tái là bé gì? Vợ à, vừa là hai ba tái rồi là mừng với mẹ. Giờ không bé đây có đi chỗ khác. Mà bé đi. Đúng không? Bé đi, mà đúng không? Thằng Nhật nó làm rớt mấy trái dừa với Mương mà ổng nhan quá trời luôn cả nhà. Đây mà không có ông dễ nè. Thôi đánh không? Đánh sao mà bé dừa làm rớt chúng rồi. Cái dừa này cũng thấp cả nhà, tại đem cây thang có 3 thước à. Cái dừa đó chừng 4-5 thước à. Vườn này thấp cho nên đem cây thang thấp rồi. Vừa nó hư rồi, hư màu ha. Hư màu không? Thôi thua luôn. Này mà thấy hư màu không? Thôi, hư màu gì? Bây giờ nó là bán đâu ai mua. Thôi, mình nó vô mình chứ kì. Bán được không? Tao lụm cho bán. Anh nó bán không được, tao bỏ hư. Nó ghét mà nó quýnh không lại tôi á. Hai thầy trò nó ha, nay xào sáo nữa bộ qua cả nhà. Nhỏ nhỏ nó bi bi mà nó về thòn gì không cả nhà. Trời, thằng này dạ, dạ, dạ. Ôi, mày lậu tay má. Bẻ đi, trái gì mà nhỏ xíu luôn dạ. Mà nó đạo rồi. Thằng vậy mà không quay rồi mày. Chuyện nha. Trời ơi, má này nó đi đậu, nó không biết luôn rồi. Cái chuyện nó gãy gục xuống rồi chứ. Được cái này, lục cái này với bác. Được chứ. Bởi có nhiều người cả nhà vừa sim nhưng mà nó trái nhỏ quá mà đòi giá cao. Nhiều nhà vườn vô đòi giá cao dữ lắm. À cả nhà thấy không? Cái vừa nhỏ vậy nè. Ông chủ vườn này thì ông biết vừa ông vừa nhỏ không sao á, còn có nhiều chủ vườn thấy vừa mình nhỏ quá mà nói vừa sim xanh được cái nó cứ đòi giá cao nhưng mà vừa sim xanh nó giá cao cũng có giá của giá cao đó nha. Trái tròn đẹp bự chứ đâu chút về cả nhà có nghĩ cầm tiền mua trái dừa này cả chục ngàn đâu. Cái dừa chút xíu à. Vợ cái chút mày lúc mày. Nãy tới thành ngọn ngút bên kia bị đuông ăn luôn rồi cả nhà. Vườn này đuông ăn nhiều quá. Cả nhà thấy không? Trái dừa bằng cái bàn tay mình nè. Có chút xíu vậy. Mình bụm lại có chút nhị vậy nè. Đâu có bán, đâu có tiền nhiều cả nhà. Được con chùm xài. Giờ bởi vì chưa chín. Vườn này nhiều lắm cả nhà. Đất nhiều dữ lắm. Mà rậm lắm. Mà không có dừa, tháng này không có dừa nhiều, đi không quá trời luôn, xa lắm cả nhà. Vườn này đi lâu lắm, bởi vì mình nếu mà quay nhiều dữ lắm mà tại vì không có quay hết luôn á, rậm lắm mà đi xa lắm.
Nhật nó sợ hàng nóng rồi, cho nên nó kêu ông quất dừa ông đi trước rồi nha. Này là đang đếm cả nhà, dừa này nhỏ, nhỏ. Cái này chút sao? Để đó họ lựa lại. Thôi người ngồi kìa cả nhà, coi ngồi xỉa răng tâm sự với ông chủ đồ ghê cả nhà. Còn Nhật thì đi kéo tàu mo. Nắng quá cái dừa nhỏ ghê ha ông Sáu, trái dừa thòn ha. Ông chú vườn ổng cho quà chuối. Nay mình thu hoạch được nhiêu rồi cả nhà? Bye bye, xin hẹn chào các bạn, hẹn các bạn clip sau nha cả nhà.